Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, những ngày cuối năm thì chúng ta thường nhìn nhận lại một năm qua, coi chúng ta đã làm gì. Thì trong cái clip này mình cũng muốn chia sẻ với các bạn hành trình một năm qua của Nam Ngô cũng như là Nam Ngô Farm. Và những cái thay đổi gì của bản thân mình để có được như ngày hôm nay ha. Thì cũng muốn chia sẻ với các bạn chút xíu. Thì nói chung là mình rất là thích làm việc với những người trẻ đó. Thì mình cũng đã trải qua cái thời tuổi trẻ các bạn. Thời tuổi trẻ của mình thì nói chung nó cũng tuổi trẻ ai cũng vậy, sẽ có những cái khó khăn khi mà mọi thứ nó chưa có định hình, bản thân mình cũng chưa hiểu rõ mình là ai, và tất cả mọi cái luôn vẫn phải lây hoay đi tìm cái sự nghiệp cho mình, phải gọi là đắn đo giữa cái việc mà mình thích làm và cái việc nó hiệu quả cho cái cuộc sống đó. Thì bản thân mình cũng vậy. Thì từ đầu năm 2022 là vẫn còn dịch, mọi thứ đang đứng yên hết. Thì lúc đó trong người mình nó cũng lúc đó cũng lây hoay đó bạn. Làm kinh tế thì lúc đó cái công việc hiện tại lúc đó nó cũng không có tốt nữa. Rồi sự cố này kia các thứ. Thì cuối cùng mình mới nghĩ lại là mình bây giờ xì chết quá, bây giờ nhức đầu quá. Kiếm cái việc nào mà mình cảm thấy nó vui vẻ, nó có mang lại giá trị cho người khác này nọ thì bắt đầu mình làm thôi. Thì năm rồi là mình bắt đầu thực hiện từ tháng 4 là mình quyết định là mình sẽ làm lại YouTube đó. Thì cái may mắn á, khi mình quay lại YouTube á, là mình tìm được cái người đồng đội mà hợp tác nó ưng ý. Thì giống như Đức đang quay phim đây, đó là cái may mắn ban đầu. Thì hai anh em bắt đầu bàn tính kế hoạch quay dựng nội dung như thế nào, làm như thế nào. Thì nhắc lại cũng là một cái kỷ niệm vui ha Đức ha. Có nghĩa là ngày trước á, là mình quay YouTube á, thì là mình gọi là mình truyền tải lại những cái thông tin, những cái điều mà mình đã tự trải nghiệm, nói chung là sự thật không à. Thì nó cũng hơi gọi là khô khan quá đó. Thì Đức mới đề nghị anh ơi, nó phải trẻ trung chút xíu anh ơi, phải gọi là vui vẻ đồ này nọ, có này có kia đó. Thì thật ra cái đó cũng là một cái mà mình phải ngồi mình phải suy nghĩ lại đó, và mình phải quyết định là mình phải thay đổi mình, chứ mình không có đóng khung mình trong cái phong cách nữa đó. Mình phải xả ra, phải thả lỏng ra đó. Thì trong cái clip của mình các bạn thấy cũng có sự tiến bộ. Thì thời điểm đó là rất là nhiều anh em nói anh ơi clip kỳ này làm lại chỉnh chu hơn, hình ảnh đẹp hơn, anh cũng vui vẻ dễ gần hơn. Chứ ngày trước á, thì mọi người nói là cảm giác là mình khó gần quá, cảm giác là ok anh làm clip thì cũng hay đó, cũng này nọ quá, nhưng mà cảm giác nó không có gần gũi, không có tiếp cận được, cảm giác khoảng cách xa xa quá đó. Thì đầu tiên là anh em gặp nhau và tư vấn thấy hợp ý thì mình cũng bắt đầu mình xả cái vai nghiêm túc của mình ra bớt, bắt đầu nhây nhây. Bây giờ là cũng giờ là ở đầu nhây cũng được nhiều người biết đến ở cái độ mà bữa bữa nhây nhây vui vui. Thì cũng là một cái bước chuyển mình đó bạn, chứ không phải là không đâu. Thì đó các bạn trẻ, mình biết là nhiều khi muốn thể hiện nhiều lắm, muốn thể hiện này thể hiện kia, nhưng mà đôi khi là cũng không biết bắt đầu từ đâu đó. Thì đầu tiên chúng ta phải ngồi lại, chúng ta coi bản thân mình phù hợp với cái gì, có thể mở rộng như thế nào để mà mình điều chỉnh. Thì lúc đó mình nhớ là tháng 4 mình bắt đầu mình làm YouTube lại. Thì các bạn biết là lúc làm YouTube lại cũng được nhiều người đón nhận. Tuy nhiên các bạn là nó có cái sự hụt hẳn ha, tại vì YouTube khúc sau này là nó cắt cái gì ra tương tác. Ngày xưa mình làm một cái clip á, bình thường thôi 20-30 ngàn view, có clip thì 500-600 ngàn, có clip 1 triệu view. Thì thật sự lúc cái thời điểm trước khi mình tính tới con chuyện là làm YouTube chuyên nghiệp á, mình làm mọi thứ nó rất là chơi chơi thôi, thì lúc đó lượt view rất là nhiều. Nhưng mà khi mình quyết định mình làm chuyên nghiệp lại á, thì đúng là đời không như mơ, nó lại cắt tương tác đi, làm một clip có 2 ngàn view, 1 ngàn mấy view, nó nản các bạn, mấy trăm view nản nó chết rồi. Không lẽ giờ không còn hợp thời nữa rồi sao? Thì anh em mới động viên nha, nói không, cứ cố gắng làm đi anh. Cái tại vì chúng ta nghỉ quá lâu rồi, thì mọi người bắt đầu quên rồi.
thì chúng ta phải làm từ từ lại để cho mọi người quen lại cái nhịp. Với lại lúc trước các bạn nhớ không, mình là hứng lúc nào mình làm lúc đó, cho nên là nhiều khi hai ngày ra hai clip, có khi là hai tháng không ra clip nào đó, rất là vậy. Sau này mình mới làm lại cho nó có thời khóa biểu đàng hoàng, mọi người từ từ quen cái nhịp coi. Thì bây giờ cái lượt view á, mặc dù là bây giờ YouTube nó vẫn không có được như xưa, tuy nhiên là cái lượt view của mình bây giờ bắt đầu nó cũng sẽ cao lên nhiều rồi. Mọi người bắt đầu có một cái thói quen, nhiều bạn nói chuyện cũng vui. Em bây giờ là đi làm về là tắm rửa xong bới tô cơm là đúng 8 giờ là lên, vừa ăn cơm vừa coi anh Nam, coi Nam Ngô Farm, là phải nói là cảm thấy nó rất là thoải mái. Thì cái đó là cái động lực cho mình làm. Nhưng mà cái năm vừa qua, cái bước ngoặt là lớn đối với lại Nam Ngô Farm là bắt đầu mình chuyển qua TikTok. Thì mặc dù các bạn là trước khi mà mình làm TikTok là mình không có chơi TikTok luôn, mà thậm chí là có một cái chút gì đó nó hơi định kiến với nó. Thì tại vì mình thật sự mà nói cho bản thân mình là thích sống chậm. Nhưng mà TikTok thì nó diễn ra quá nhanh đi, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh. Ban đầu mình không hiểu nó như thế nào luôn, không hiểu nó hoạt động như thế nào, mọi người làm trên đó để được cái gì luôn. Thì bắt đầu anh em mới nói, sau khi mà làm YouTube được một thời gian á, thì anh em mới xác định là thôi làm TikTok đi. Thì bắt đầu làm từ tháng 7 ha. Từ những clip đầu tiên ra mắt thì mọi người đón nhận ầm ầm luôn. Cái clip đầu tiên là mình được bao nhiêu ta? 100.000. 100.000 là clip zombie hả? Đó, bắt đầu clip zombie là mình được 100.000 lượt view. Nói wow, đã quá. Bên YouTube đang ế, bên YouTube có 1.000, 2.000, 3.000, qua đây được 100.000 lượt view. Cảm giác ôi, có vẻ là nó thuận với mình. Đó, thì thời điểm đó lúc đầu mới làm ra các bạn là để ý lắm, coi gọi là refresh liên tục để coi cái lượt nó có lên không. Nhưng mà bắt đầu được mọi người đón nhận rồi, bắt đầu mình cũng hiểu cái cách vận hành của cái nền tảng này đó, thì mình thấy mình cũng bắt đầu mình truyền tải được những cái năng lượng tích cực, những cái thông tin kiến thức đến mọi người, và mọi người cũng biết đến mình nhiều hơn đó. Thì đầu lượt view nó tăng dần lên, được triệu view đó, rồi đi review quán cà phê của Diệu Cà Phê được mọi người đón nhận, rồi khách khứa tới tham quan Diệu, nói chung là mang lọc được cho chỗ Diệu Cà Phê đó, rồi mọi người cảm ơn đồ này nọ, nó làm cho cái động lực trong mình rất là nhiều luôn. Thì từ tháng 7 tới bây giờ á là cả một cái quá trình cố gắng của mấy anh em. Bây giờ thì được khoảng 200 mấy, gần 300 ngàn follow và TikTok. Lượt like thì đâu đó gần 3.8 triệu, gần 4 triệu rồi. Tổng cái lượt view là bao nhiêu ta? 100.000, 100 triệu lượt view. Đó. Thì đó là những cái thành quả mà anh em mình cũng đã cố gắng, nhưng mà cũng với cái sự ủng hộ của mọi người. Mọi người cũng theo dõi, rồi cũng comment, cũng cho lời khuyên, cũng động viên rất là nhiều luôn. Thì đó là những cái điều mà mình cảm thấy trong năm qua mình cũng gặt hái được khá nhiều, cũng tương đối nhiều. Rồi cái từ đó thì bắt đầu nó tạo cho mình những cái động lực mà mình có những cái kế hoạch cho năm nay sẽ đi xa hơn nữa. Đó, đi xa hơn nữa với cái những cái ý tưởng, những cái đề tài này. Đó, rồi bắt đầu phát triển qua chuyện buôn bán Nam Non Nê. Thì sau này sẽ muốn làm một cái cầu để kết nối giữa các nhà vườn, các doanh nghiệp, các nông trại đến tay người tiêu dùng. Đó là cái kế hoạch trong năm nay của mình. Đó, thì nhiều khi bình thường á mình làm mấy cái chuyện dọn dẹp vệ sinh này á, thì lúc đó mình không có nghĩ là ngày xưa mình làm clip á, mình làm nội dung á, mình có cái tư duy á là này để lát đem ra ngoài dục rác à. Mình có cái tư duy là sao ta, cái gì hay mới show ra, cái gì hay mà cái gì nó lạ, nó khó, chưa ai làm á, thì mình mới làm đó. Lúc trước mình có cái tư duy đó, cho nên là cái về mặt cái content, cái nội dung á, nó hạn chế các bạn, nó rất là hạn chế. Thì sau này á mình mới
mở rộng cái tư duy của mình ra, mình làm những chuyện nó rất là đơn giản thôi nhưng mà lại được mọi người đón nhận đó, thì mình nó cũng làm cho mình cảm thấy nó đỡ áp lực hơn. Còn ngày xưa các bạn nhớ cái thời điểm trước mình làm về Igu á, thì chuyên môn quá nhiều đi. Giống như có một người em á, người em mà người ta nói với mình như nè, clip anh Nam làm thì ok á, nhưng mà giống như anh làm cho những người mà từ 8 điểm cho tới 10 thì người ta mới hiểu, còn những người từ số 0 tới số 1 á, người ta không có hiểu anh Nam nói gì hết trơn á. Đó, thì chính vì điều đó thì mình mới thay đổi cái tư duy, mình làm những cái nó đơn giản thôi. Ví dụ như dọn dẹp chuồng nè, cho ăn nè. Có nhiều người lúc trước mình đâu có làm, ví dụ như mình nói làm cái nội dung về chuẩn bị một dĩa đồ ăn cho Igu bao gồm những cái gì, thì đối với mình những cái đó không có gì để phải làm cả, không có gì để chia sẻ cả. Nhưng mà thật sự thì qua thực tế dựa trên những cái lượt xem thì mình mới thấy là những cái đó mới gọi là nó dễ tiếp cận với lại cái người xem hơn. Đôi khi mình nói quá nhiều cái thuật ngữ cũng như là quá nhiều cái điều chuyên môn á, người ta nghe xong người ta không hiểu. Thì bản thân mình cũng cảm nhận điều đó khi mà mình đi quay qua những cái dòng bếp khác, mà dùng qua cá biển, mà anh em cá biển nói những cái điều mà rất là cơ bản nhưng mà mình nghe lát mình lùng bùng lỗ tai luôn, tại vì mình đâu có hiểu nó đâu, mà mình lại nghe quá nhiều, mình đâu có kịp cập nhật, đâu có kịp gọi là thông suốt đâu. Thì tương tự như vậy bên Igu, bên bò sát, bên rùa, thì lúc trước á là mình hay bị cái đó, bị nói về cái chuyên môn nhiều quá, đâm ra là bà con coi thì nghe thì cũng sướng nhưng mà lại lùng bùng lỗ tai và không áp dụng được đó. Thì đó là những cái mà mình đã đúc kết được trong cái thời gian làm vừa qua, đó là làm những cái điều nó gần gũi, nó đơn giản thôi, những cái điều mà mọi người có thể cảm nhận và hiểu được. Thì rõ ràng là cái hiệu quả là mọi người coi rất là nhiều, cũng có nhiều subscribe mới cũng như là follow mới đó, mình cũng hiểu hơn. Và nó hữu duyên lắm các bạn, năm nay có một cái gì đó nó rất là hữu duyên. Thì ban đầu mình tính quay về Igu bò sát của mình thôi, xong mới mình gặp sự cố không có được mình gặp sự cố không có được quay nữa, thì tự nhiên là có thằng em nó tặng cho mình con Lucy lại đây. À, có thằng em nó tặng cho mình Lucy. Thì lúc đó là hai anh em cũng đầu bí rồi, không biết chết rồi. Bây giờ tính mở kênh ra làm về. Mày từ từ thôi, mở kênh ra làm về bò sát. Mà giờ không cho quay bò sát nữa, giờ quay cái gì đây? Thì tự nhiên thì em Huy nói là anh Nam ơi, anh nuôi bún lì đi. Anh đem lên cho anh Lucy để anh nuôi. Đó, thì các bạn thấy là giống như tự nhiên là giống như có sự sắp đặt vậy đó. Đó, Lucy về thì bắt đầu bà mới nảy ra ý định là quay về các bạn chó. Đó, thì đó là mở ra một cái hướng mới về bên chó. Thì sau khi quay chó xong anh thấy là ủa, tại sao quay chó được mà không quay chim được? Thế là quay chim xong quay cá xong bắt đầu đi đủ hết các dòng luôn. Thì mình cảm giác đây là một cái cơ duyên mà được cái sự dẫn dắt nào đó. Đó thì mình cũng không biết được. Đó, nhưng mà mình cũng thấy mừng là khi mà chúng ta nói chung là xe tới trước núi là ắt có đường á, kiểu dạng vậy. Khi mà một cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác nó mở ra, thì bắt đầu mới đi review nè, rồi quen biết những nhiều người mới, học hỏi được những cái mới của những cái dòng bếp khác. Rồi còn cơ duyên này nữa, ta nhiều cơ duyên lắm anh em, mình nói chuyện với nhau nhiều cơ duyên, tự nhiên giờ rung quá quên. Đúng rồi, đó, đi Mỹ Quỳnh. Mình đi Mỹ Quỳnh thì lần đó mình đang lay hoay tìm content thôi. Thật ra là đang lay hoay tìm content thôi. Thì mới thấy trên Facebook hiện ra là thật ra mình thích cái kiểu này lâu lắm rồi. Mình thích cái kiểu mà đi sở thú mà mình bị nhốt chứ không phải là con thú bị nhốt. Đó, vậy nó mới đúng cái gọi là cái mô hình nó là vậy, gọi là thiên nhiên hoang dã. Ở đây chúng ta đi sở thú là chúng ta đi vòng vòng, còn mấy con thú bị nhốt. Thì lần đó là qua Facebook mình thấy Mỹ Quỳnh đó là chui vô cái thùng xe và cọp thả bên ngoài, mình nói ồ hay quá, để mình đi thử coi như thế nào, rồi mình về mình dẫn con mình đi thôi. Lúc đầu nó là đơn giản là vậy. Thì mình mới đầu mình đi
đi lên Mỹ Quỳnh mình chơi, tự mua vé rồi vô hết chơi thì rủ thêm Đức nữa, hai anh em đi quay thôi. Thì ai ngờ nó lại viral. Mỹ Quỳnh thì lúc đó thì cũng chưa có nhiều người biết đến, cũng chưa có khách lúc mình đi vắng. Thì sau cái clip của mình thì nó cũng viral lên, thì được nhiều người biết đến, khách tới tham quan đông hơn. Đó, rồi cũng được phía bên chỗ Mỹ Quỳnh Vườn Thú thì cũng cảm ơn đồ này nọ. Nó là những cái động lực rất là lớn, mà nó giống như là những cái cơ duyên để cho mọi người biết đến mình nhiều hơn. Rất là nhiều cái các bạn. Rồi bản thân cá nhân của mình cũng có những cái điều vui nhiều lắm. Rồi có những cái gọi là sự quý mến của mọi người làm cho mình có rất là nhiều động lực ha. Giống như hôm bữa cái điện thoại nó bị bể cái vỏ, ghé ngoài chợ Lấy Thiêu mua, tính mua cái vỏ thôi. Thì vô xong mới mua xong mới cái bạn chủ shop mới nói là anh là anh Năm Ngon đúng không? Em thích anh lắm, em thích em biết anh qua cái clip anh khiêng con rùa lên cân đồ này nọ các thứ. Xong lát tính tiền được giảm giá các bạn. Vui vui. Đó. Rồi cảm ơn anh đã ủng hộ em. Đó là một cái vui. Nhiều khi đang chạy xe ngoài đường, đang đậu đèn đỏ, đang ngắm trời hôm nay thì cũng có bạn nhận ra. Đó, rồi thanh kiều bắt tay á, bữa mình vô bệnh viện bên Đại học Y Dược cũng vậy, thì đang đi làm giấy tờ thì cũng có bạn nhận ra. Rất là nhiều cái. Rồi nói chung là đúng được anh em thương quý mến, rồi có những cái ưu đãi rồi các thứ cũng nhiều lắm. Thì đó là những cái gặt hái của trong năm vừa qua mà mình đã đạt được. Đó. Thì cũng có một chút gì đó nó vui vì tự hào vì mình đã làm được trong năm qua với cái sự cố gắng của mình. Nói chung là năm vừa qua là mình cảm giác giống như là mình có nghĩa là thấy nó cuối đường rồi các bạn. Có nghĩa là đôi khi là mình cảm giác là cuối đường rồi đó, là vô đường cục rồi đó. Thì tự nhiên lại phát hiện ra một cái con đường khác, mà con đường khác nó lại thênh thang luôn. Con đường khác lại thênh thang, tha hồ cho mình có thể bung lụa sáng tạo. Thì mình cũng thấy cuộc sống nó diệu kỳ. Nói chung là năm qua là mình thấy cuộc sống diệu kỳ á. Cuộc sống nó có nhiều cái hay. Tại vì hồi đầu năm là cảm giác nó bế tắc. Do cái đại dịch của năm trước nè. Công việc nó rất là tệ rồi này nọ các thứ rồi. Dịch nó vẫn chưa biết khi nào là kết thúc. Rồi sau khi mà nó bình thường quá trở lại thì mọi chuyện nó có bình thường trở lại hay không? Tiền trong tài khoản bắt đầu nó bị gần cạn rồi. Thì lại mở ra những cái con đường mới. Đi nó khá là thênh thang luôn. Thì và cũng được mọi người đón nhận, quan trọng nhất là cũng được mọi người đón nhận. Khi mình làm ra mọi người cảm thấy happy, vui vẻ. Vì bản thân mình người ta có những cái lời động viên thì bản thân mình cũng thấy rất là thích. Nhiều cái tình cảm quý mến mọi người lắm. Ngày xưa mình làm YouTube cũng lâu ha, nhưng mà ra đường đâu có ai nhận ra đâu. Sau này nhiều người nhận ra. Rồi có những cái ưu đãi rồi này nọ. Bữa đi ăn hủ tiếu được tặng cục xí quách, nó nhỏ vậy thôi mà nó vui. Người ta nói ok, tối nào anh buồn anh cũng coi clip của em hết trơn á, tặng em thêm tô xí quách đó, bồi dưỡng sức khỏe á. Rồi đi ra ngoài đây mua trà sữa thì cũng nhận ra nó, trời ơi tối nào tôi buồn tôi anh giữ xe ở ngoài cái tiệm trà sữa, nó rồi tối nay tôi ngồi đây giữ xe tôi buồn tôi cũng coi ông hết trơn á. Rồi đây nọ đó, thì những cái tình cảm nó đơn giản vậy thôi. Mình đi ra có nhiều người biết rồi bắt tay hỏi thăm sức khỏe, vậy là vui rồi. Còn tính nói gì nữa nè? Kết nối khách ở miền Nam. Mình kết nối được rất là nhiều anh em ở các vùng miền. Rồi những anh em ở vùng khác rủ mình đi chơi, mời mình ra rất là nhiều luôn. Nhưng mà vẫn chưa có thu xếp đi được. Anh em nói em ra Hà Nội đi thì cứ alo anh ra anh đón đồ này nọ. Đó, tất cả nhiều cái như vậy thì mình cảm thấy là vui. Nói chung là chỉ biết nói là vui thôi. Trước mắt là vui. Vui vì mình đã nói chung ít nhất là mình sẽ giúp cho họ không có bị căng thẳng nè. Có cái nụ cười để mà cân bằng lại cuộc sống nè. Cái thứ hai nữa là đối với lại những cái anh chị em nào mà làm kinh doanh mà mình kết nối được họ với khách hàng á, thì mình cũng vui lắm. Mọi người cũng tin tưởng mình.
Nói chung là sau những clip mà mình đi quay review ở các nơi về thì các bạn rất là nhiều. Anh ơi cho em số điện thoại của bên cá biển đi, cho em số điện thoại bên chim vẹt đi. Rồi muốn làm mấy cái tăng kiến thì liên hệ với ai anh. Anh cho em số của bên chó Đô Bạc Man đi, rồi buôn lì đi, cá lóc đi, đủ thứ các kiểu luôn. Đó thì đó mình thấy mình kết nối được giữa hai cái đầu cầu với nhau, tìm được với nhau thì phải nói là cảm thấy mình cũng có ý nghĩa. Nói chung là cái công việc làm của mình có ý nghĩa. Đó thì hy vọng là trong năm tới sẽ tiếp tục được nhận được sự ủng hộ của mọi người, và bản thân mình cũng sẽ cố gắng mình nâng cấp thêm nhiều cái kỹ năng hơn để có thể làm được những việc nó hay ho hơn, nó vui hơn. Giữ cái phong độ này, cố gắng giữ cho cái kênh của mình lúc nào cũng sạch sẽ đó, chứ không phải là đi lên bất chấp, không phải cần phải làm chiêu trò gì hết đó. Thì nó là như vậy, và sẽ kết nối được nhiều hơn. Thì cái mong ước trong năm mới của mình, nếu được thì mình sẽ kết nối được những cái mình muốn, thật sự mà nói mình muốn kết nối với những cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam mình đến cái tay của người tiêu dùng Việt Nam mình, không quá lệ thuộc vô cái thị trường của nước ngoài. Thì mình sẽ học hỏi thêm về cái kỹ năng bán hàng, livestream đồ này nọ để giúp nhà vườn ra hàng. Đó. Đúng không? Thì nó mình thấy nó cũng hay á, có ý nghĩa đó. Tại gia đình mình cái xuất thân cũng là làm về nông sản đồ này nọ, cho nên là mình hiểu cái đó. Thì hy vọng là trong năm tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người, cũng như bản thân mình cũng sẽ cố gắng hơn, phấn đấu hơn, giữ cái sự đáng yêu dễ thương này đến với mọi người ha. Rồi ok mọi người, nói chung là clip nào trong năm mới cũng sẽ chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe nè, thành công mới trong cái năm mới. Chúc mọi người xem clip vui vẻ ha, và tiếp tục ủng hộ Nam Ngô Farm cũng như là Nam Nonê, cũng như là những dự án sắp tới của Nam Ngô. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Bye bye.